Xin chào các bạn. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thời gian trước thì có một số bạn có PM có nhắn tin muốn Khánh Duy hoàn thiện lại cái hệ thống donate để các bạn có thể donate ủng hộ. Từ các bạn nước ngoài cũng có, các bạn trong nước cũng có, rồi một số hệ thống donate như ví Momo và vân vân. Thì mình cũng rất là bận, thời gian trước mình cũng rất là bận. Mình cũng chưa thể hoàn thiện lại được cái hệ thống đấy. Thì hiện tại thì mình cũng mới hoàn thiện rồi qua. Cứ là một số tài khoản mới vi vào quỹ đạo và hệ thống ví Momo. Mình đã hoàn thiện lại và mình có ghi ở dưới mô tả video hoặc trên mỗi bìa một tập truyện. Thì bạn nào có muốn ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho Khánh Duy thì các bạn có thể tham khảo các chi tiết đó ở dưới phần mô tả video. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào phần truyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 353 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, đám người Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân đã theo Vô Cực Thư Đồng đến biên giới tiên giới. Chưa kịp đi ra khỏi vách tường, chợt nghe một tiếng nổ đinh tai. Vách tường tiên giới bỗng thủng lỗ, đạo uy bất diệt cuồn cuộn dâng lên xông vào trong tiên giới, nổ nát các ngôi sao. Trong sóng đạo uy bất diệt, một thân hình cao to bị đạo uy bất diệt đánh trúng, cực kỳ chật vật rớt vào tiên giới. Một vút rồng vô cùng to lớn thò vào tiên giới, đạp người khổng lồ, đạp người đó phun ra một vòi máu. Người khổng lồ không vừa, nhanh chóng chìm xuống. Người khổng lồ đụng vỡ các ngôi sao, né thoát vút rồng đè ép, định bay đi trốn. Lúc này, một bóng người bay tới, tay nâng chuông to, lấy chuông làm lục lạc, đập mạnh vào đầu của người khổng lồ. Một tiếng đinh vang lên, tiếng chuông vang vọng, chấn động thần hồn, đạo quả, có thể chú sát được thần hồn. Người khổng lồ cũng không sợ, thần hồn không bị tổn thương. Thế nhưng bóng người kia quá mạnh, cộng với uy lực chuông to, gõ vào đầu người khổng lồ, ô lên một cục. Huyền Thiên Giáo Chủ! Vạn Chú Đạo Quân hét lên thất thanh. Huyền Thiên Giáo Chủ, vút to mới vừa rồi là của con rồng to, tồi tệ, vô liêm sỉ kia sao? Quả nhiên, một con rồng to khổng lồ xông vào tiên giới. Người khổng lồ chưa kịp chống, đã bị con rồng ngồi đè xuống. Vô Cực Thư Đồng hét lên chói tai. Thiên Tôn đại nhân! Người khổng lồ đó là Vô Cực Thiên Tôn, gã bị con rồng to hoang dại ngồi đè lên người. Vô Cực Thiên Tôn bò ra ngoài, thoáng nhìn các đạo quân tiền sử chuyển thế đứng xem thì vừa kinh vừa giận, rồi lại không biết làm sao. Vô Cực Thiên Tôn cảm thấy mình cả đời anh minh thần võ, tung hoành vô địch các thể đại, bị phá hỏng chỉ trong chốc lát. Vạn Chú, người đến vừa đúng lúc à. Giang Nam trông thấy Vạn Chú Đạo Quân vui vẻ cười nói. Nào, ngươi đến vận chuyển Vạn Chú Thiên Trung đi, chúng ta cùng nhau giết tên này. Mặt Vạn Chú Đạo Quân xám xịt, hét to lên. Tên đó là ai vậy? Vô Cực Thiên Tôn, điện chủ đạo quân điện. Giang Nam ném chuông đè Vô Cực Thiên Tôn xuống, cười nói. Đây là chuông của ngươi, ta sử dụng không thuận tay. Nếu ngươi vận dụng nó thì giết hắn dễ như chơi. Má nó chứ, Huyền Thiên! Vạn Chú Đạo Quân muốn khóc lên, hắn la lên. Người làm ơn, đừng nói là chung của ta được không? Đám người Khổ Hạnh Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Thần Mẫu Đạo Quân ngơ ngác nhìn, không nói nên lời. Trong Hỗn Độn Thiên Quốc, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Ma Kha Thiên Quân, Thiên Nguyên Thần Tổ, La Ma Cổ Thần. Trong tầng hư không thứ bảy là Càn Nguyên Thiên Đế, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, cũng thấy cảnh tượng đó, tập thể đều hóa đá. Bên trong đế cung, Càn Nguyên Tiên Đế lẩm bẩm nói. Vị này,
Thật sự là tuyệt đại đạo quân, ra từ đạo quân điện hay sao? Thoạt trông cũng không mạnh gì mấy. Thái Nhất Thiên Quân khó hiểu chen lời nói: Rồi chuyển thế thì điện chủ đạo quân điện vô địch tung hoành 17 thế đại, không nên bị người đánh tơi bời như vậy. Hơn nữa còn bị huyền thiên giáo chủ đánh thì... Các tay chùm hỗn độn thiên quốc cũng rất thắc mắc. Vô cực thiên tôn biểu hiện quá kém, lần đầu tiên xuất hiện trong tiên giới, chưa kịp bảo hiện sức mạnh đã bị Giang Nam và con rồng to hoang dã đánh cho bầm dập. Cái này khác xa với đạo quân điện nghe đồn cao cao tại thượng, sừng sững tận cùng thời gian và không gian. Huống chi vô cực thiên tôn còn là điện chủ của đạo quân điện. Tên này kêu đồng tử đi mời các vị đạo quân tiền sứ, chắc sẽ không vì để cho bọn họ thấy mình bị đánh bầm dập như vậy đấy chứ. Thiên Nguyên Thần Tổ nhỏ giọng nói: Chẳng lẽ hắn biết mình tạo áp lực quá lớn cho các đạo quân chuyển thế, cố ý để cho huyền thiên đánh tơi bời trước mặt mọi người, bỏ đi bóng ma trong lòng đạo quân chuyển thế hay sao? Ma Kha Thiên Quân, Linh Nữ không biết nên nói cái gì. Tư duy của Thiên Nguyên Thần Tổ đúng là lạ lùng. Hắn cho rằng vô cực thiên tôn cố ý bị đánh. Nhưng biểu hiện của vô cực thiên tôn thật sự khiến người thất vọng. Nhìn sao cũng không như danh xứng với thực, rất uổng với tiếng tăm lừng lẫy của gã. Vô cực thiên tôn tức hộc máu. Cảm giác nhục nhã này mãnh liệt hơn gã bị nhốt suốt đời gấp trăm lần. Nhưng vô cực thiên tôn đành bó tay, lòng bất lực, không cứu vãn lại được. Vô cực thiên tôn kêu vô cực thư đồng mời mấy đạo quân chuyển thế đến để phô trương phong độ điện chủ đạo quân điện ra, nhân tiện lộ chút tài năng chấn nhiếp quần hùng, để cho quần hùng làm việc cho mình. Nhưng vô cực thiên tôn không ngờ rằng chưa kịp lộ ra phô trương thanh thế và phong độ, ngược lại anh danh suốt đời tan biến, bị con rồng hoang và Giang Nam đánh bầm dập trước mặt mọi người. Bị đánh mặt mũi sưng thì thôi, quan trọng hơn con rồng hoang dại đạp lên người của vô cực thiên tôn trước mắt bao người, mông ngồi lên trên người của gã. Nỗi nhục nhã này không thể kể xiết. Tức giận nhất là bị con rồng to đánh thì thôi, dù gì nó là tiên thiên linh bảo, vô cực thiên tôn từng thấy nó, biết thực lực của nó thế nào. Nhưng bị Giang Nam đánh túi bụi, vô cực thiên tôn không chịu nổi sự thật đó. Giang Nam là ai đây? Giang Nam đối với vô cực thiên tôn, đây chỉ là dân bản xứ tôn tép trong một thời đại. Giang Nam không bằng một đóa phù dung trong dòng sông tuổi thọ dài dằng dặc của vô cực thiên tôn. Thế nhưng vô cực thiên tôn lại bị Giang Nam đè đầu mà đánh. Vô cực thiên tôn biểu hiện đã rất tốt. Con rồng to là tiên thiên linh bảo, sinh ra linh trí. Giang Nam cầm tiên thiên pháp bảo lại là đánh hội đồng. Đổi lại thiên quân khác sớm đã bị đánh tan nát. Vô cực thiên tôn chống chọi đến bây giờ chưa chết đã đủ làm cho người ta chố mắt líu lưỡi. Giang Nam rất phục gã, kinh thán thực lực của gã. Nhưng danh tiếng điện chủ đạo quân điện quá vang dội, khiến người khó chấp nhận cục diện này. Bản thân vô cực thiên tôn cũng không chịu nổi. Tồn tại vô địch trong đạo quân điện, trong đạo quân tung hoành 17 thời đại bất bại, bây giờ bị Giang Nam và con rồng ngốc này đánh dồn dập nát thở. Đây là vết nhơ lớn nhất đời vô cực thiên tôn. Vạn vật đạo tổ tỉnh táo lại trước tiên, bật cười nói: Vị này thật sự là điện chủ đạo quân điện hay sao? Vạn vật đạo tổ cười to, lắc đầu quay đi. Khổ hạnh thiên tôn thở dài, chống tiên thiên khổ trúc màu vàng cũng cất bước đi. Các đạo quân tiền sử khác như vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân, thần mẫu đạo quân, thánh ma thiên tôn đều lắc đầu rời đi, không giúp đỡ. Bọn họ mặc kệ vô cực thiên tôn bị Giang Nam và con rồng to rượt đánh. Các người đang làm gì vậy? Vô cực thư đồng hét lên: Tất cả trở lại cho ta. Vị này thật sự là điện chủ đạo quân điện, vô cực thiên tôn. Chỉ cần các ngươi trợ giúp thiên tôn đại nhân thoát khốn, thì đại nhân sẽ cho các ngươi phần thưởng không tưởng tượng được. Cho các ngươi đi vào đạo quân điện, được cơ hội trường sinh bất tử. Thật không ngờ ta cũng bị lừa. Lê Hoa Thánh Mẫu quay người đi, thở dài tiền thượt: Ta cứ nghĩ điện chủ đạo quân điện vĩ đại cỡ nào, cách tận cùng đại đạo chỉ có nửa bước chân, sao mà chuyển thế đến tiên giới được? Vô cực thư đồng tức giận quát lên: Có mắt không nhận ra vàng ngọc, sớm muộn gì các người cũng sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay của mình thôi. Quỷ Nhung đạo quân lắc đầu quay đi:
Tiểu đạo hữu à, ngươi gạt chúng ta thì thôi, chúng ta không so đo với ngươi. Thế nhưng đắc tội đạo huynh, ngươi muốn chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Ta sâu sắc biết sự lợi hại của Huyền Thiên giáo chủ, vận số hắn chưa tấn, trước mắt không phải cơ hội để giết hắn đâu. Ta khuyên ngươi mau trốn đi, tránh cho hắn giải quyết đồng bạn của ngươi xong quay sang xử ngươi. Tử Hạm Tiên Hậu cười khúc khích nói, thật không biết ngươi mời chúng ta đến để xem đồng bạn bị Huyền Thiên đè đều đánh hay sao nữa đấy. Mông Tốn, chúng ta đi đi. Mông Tốn thái tử gật đầu, cùng Tử Hạm Tiên Hậu trở về đế cung trong tầng hư không thứ 7 tiên giới. Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân đều tiến lên đón. Bọn họ cười nói, vô duyên vô cớ ra trò khôi hài này, còn tưởng người đó thật sự là điện chủ đạo quân điển. Người kia đúng là điện chủ đạo quân điển. Mông Tốn thái tử mở miệng nói, ta đã từng đi đạo quân điển, thấy mặt hắn một lần. Trong mảnh đất bỏ hoang gặp một tinh cầu kỳ lạ, bên trong nội uẩn tiên hóa dưỡng dục trẻ sơ sinh. Thái Nhất đạo hữu, người cũng từng thấy thiên hỏa tinh cầu đó, có phải không? Tim Thái Nhất Thiên Quân rất kế bịch, chợt nhớ ra, lạc giọng nói, ý của ngươi là người khổng lồ này chính là trẻ sơ sinh trong thiên hỏa tinh cầu đó sao? Là vị đạo quân sử hỗn độn long tổ sắp chứng đạo hỗn độn tiên quân, nuốt trọn tu vi máu thịt của hỗn độn long tổ sao? Mông Tốn thái tử gật đầu, hai người này xuất thân từ mảnh đất bỏ hoang nên biết rõ các điều kỳ lạ trong khu vực kia. Thật sự là điện chủ đạo quân điện sao? Tử Hạm Tiên Hậu dậm chân hỏi, sao mới vừa rồi ngươi không nói sớm vậy? Mông Tốn thái tử khó hiểu hỏi, nói ra làm cái gì, trợ giúp hắn đánh đuổi giáo chủ hay sao? Hơn nữa người này là điện chủ đạo quân điện, nếu công khai thân phận thì hắn sẽ thống ngự tất cả đạo quân tiền sứ, khiến đạo quân tiền sứ trở thành thuộc hạ của hắn ta. Theo ta thấy, đám vạn vật khổ hạnh từng đi đạo quân điện cũng nhận ra Vô Cực Thiên Tôn, thế nhưng không nói thật là lo mình bị bắt làm thuộc hạ. Tử Hạm Tiên Hậu gật gù, Càn Nguyên Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân rất ngạc nhiên. Thật lâu sau, Càn Nguyên Tiên Đế khẽ thở dài, thái sư có thể xử Vô Cực Thiên Tôn này không? Mông Tốn thái tử lắc đầu nói, không thể, Vô Cực Thiên Tôn chỉ bị giáo chủ tấn công không kịp trở tay nên mới chịu thiệt, với nội tình của người này rất nhanh sẽ thoát khốn mà trốn ra được thôi. Lúc bấy giờ, Giang Nam con rồng to vẫn đang đè đầu đánh Vô Cực Thiên Tôn. Gã bị đánh mặt mũi bầm dập, bị thương nhiều lần thế nhưng không chết. Tu vi Vô Cực Thiên Tôn chưa đến đẳng cấp đạo quân, đã cứng rắn đỡ Giang Nam và con rồng to, làm cho bọn họ rất giật mình khâm phục gã. Vô Cực Thư Đồng nhìn vạn chú đạo quân, vị đạo quân chuyển thế này chưa đi, mắt nó sáng rực. Vô Cực Thư Đồng dồn dập nói, vị đạo hữu này, mỗi mình ngươi là cao minh mắt sáng thôi, biết đây là điện chủ đạo quân điện. Vô Cực Thiên Tôn đại nhân, miễn ngươi ra tay cứu Thiên Tôn đại nhân thì tương lai sẽ được nhiều lợi lộc. Vạn chú đạo quân cắn răng, vang lên tiếng nổ đích tai. Chú đạo tiên đàn xuất hiện, đánh vào người Vô Cực Thư Đồng, đụng nó học máu. Vạn chú đạo quân đứng trên chú đạo tiên đàn, giết hướng Vô Cực Thư Đồng, nghiến răng nói, mặc kệ hắn có phải là điện chủ thật hay giả, lão tử đã lên thuyền giặc rồi thì không xuống được. Vậy cứ giết tới cùng đi, làm thịt nhỏ rồi chém lớn sau vậy. Vô Cực Thư Đồng vừa kinh vừa giận, phản kích lại. Nó đâu thấu hiểu vạn chú đạo quân đắng lòng ra sao. Vạn chú đạo quân ôm nước đắng mà không thể chút nỗi lòng ra, chỉ có thể giết Vô Cực Thư Đồng, định xử nó và Vô Cực Thiên Tôn, để gã có thể kê cao gối ngủ, không lo sau này bị tính sổ. Chủ tớ Vô Cực Thư Đồng, Vô Cực Thiên Tôn liên tục bị thương, không lâu sau hai người toàn thân đẫm máu, rất là thê thảm. Lúc này trong đạo quân điện tận cùng vô nhân cấm khu, đột nhiên có một tòa cung khuyết chấn động, cửa mở rộng. Một thân thể đạo quân cực kỳ cổ xưa tọa chấn trong hư không vô biên, rộng lớn vĩ đại. Chín tiên thiên pháp bảo quay quanh cơ thể đạo quân, hợp thành vòng tròn lớn. Những pháp bảo vô cùng thần thánh, có vài món tràn ngập uy lực không thua gì nguyên tháp, nguyên đỉnh và nguyên trung, là đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Không chỉ thế, trong thân thể bất diệt của đạo quân kia
có một uy lực sâu xa cường đại, vô cùng cổ xưa, vượt qua tiên thiên linh bảo. Đột nhiên, một tiên thiên linh bảo trong đó bay ra, phá tan cánh cửa, nhanh như chớp bay khỏi đạo quân điện. Thoáng chốc, tiên thiên linh bảo xé rách các tầng hư không của vô nhân cấm khu, biến thành luồng sáng, lao hướng Giang Nam, con rồng to vây công vô cực thiên tôn. Bên trong đạo quân điện, Nguyên Mẫu điện chủ mở mắt ra khẽ kêu, thần thức quét qua, nắm rõ vụ việc từ đầu đến cuối. Nguyên Mẫu điện chủ nhỏ giọng nói, vô cực đạo hữu chịu thiệt, buộc lòng sử dụng lưu ly ngọc như ý rồi. Thì ra chính là Huyền Thiên giáo chủ. Nữ đạo quân xa xưa vô cùng này nhìn thấy nhiều chuyện lạ, lúc này đây không kìm được bật cười thành tiếng. Hình như nàng rất vui khi thấy vô cực thiên tôn phải chịu thiệt. Tiên thiên linh bảo mới bay ra khỏi đạo quân điện là lưu ly ngọc như ý, pháp bảo do một vị đạo quân tiền sử cực kỳ nổi tiếng tọa hóa biến thành. Trong khoảnh khắc, lưu ly ngọc như ý bay tới chiến trường. Như ý đập xuống đầu của con rồng to. Con rồng to bị đánh váng đầu, vải trên đầu của nó có mấy miếng bị vỡ ra. Đỉnh lưu ly ngọc như ý nối tầng tầng cánh hoa che đậy sao trời ngân hà, khuếch tán tràn ngập khung trời, cuốn lấy Giang Nam. Giang Nam lấy chuông to ra, tiếng chuông đinh đang không dứt, làm cánh hoa không cách nào đến gần hắn được. Vô cực thiên tôn thở phào, vươn tay chộp lấy lưu ly ngọc như ý đập xuống. Đinh một tiếng, Giang Nam cầm vạn chú thiên trung bị đập bay. Lưu ly ngọc như ý đập xuống đầu Giang Nam, thần luân sau gáy hắn chuyển động, nguyên thủy chi khí biến thành đại la thiên nâng lên trên, giảm bớt thế đi của lưu ly ngọc như ý. Giang Nam rút nhanh ra, né tránh đòn công kích, cất vạn chú thiên trung đi. Con rồng to cũng lao lên, Giang Nam cầm vạn chú thiên trung xông tới. Ba người lấy cứng đấu cứng, vô cực thiên tôn bị đè đầu, thế nhưng không còn nguy hiểm mạng sống nữa. Vô cực thiên tôn vừa đánh vừa lùi, rất nhanh đến trên bầu trời các tiên châu, bên dưới chính là Huyền Châu. Tâm kế của vô cực thiên tôn sâu xa, biết đánh nhau trên bầu trời Huyền Châu thì Giang Nam sẽ bó tay bó chân, tránh cho dư âm chiến đấu bị thương sinh linh của hắn. Quả nhiên Giang Nam dừng bước lại, không truy kích nữa. Vô cực thiên tôn thừa dịp thoát khỏi con rồng to, cầm lưu ly ngọc như ý đập hướng vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân vội né, vô cực thiên tôn túm lấy vô cực thư đồng chạy mất không còn bóng dáng. Giọng của vô cực thiên tôn văng vẳng từ xa, Huyền Thiên, chờ khi thiên kiếp của ngươi đến, ta sẽ thanh toán nhân quả với ngươi. Giang Nam tiến lên trước một bước, ngăn con rồng to không đuổi theo hắn. Giang Nam cao giọng quát lên, Huyền Thiên xin chờ đạo huynh. Vô cực thiên tôn rời xa Huyền Châu, từng bước bay lên cao, vượt qua các tầng hư không, chớp mắt mang theo vô cực thư đồng bước ra 9 bước. 9 tầng hư không như vô hình với vô cực thiên tôn. Khi bước chân thứ 9 đạp xuống thì gã đã ở trong vùng đất nguyên thủy. Vô cực thiên tôn lảo đảo, mặt tái xanh, buông vô cực thư đồng xuống, vội ngồi xếp bằng. Biểu tình của vô cực thư đồng căng thẳng nhìn vô cực thiên tôn. Thật lâu sau, sắc mặt vô cực thiên tôn hồng hào, thở hắt ra cười khẽ. Không uống là nhân vật luyện pháp thân đạo quá hợp nhất lại. Huyền Thiên có thể lĩnh ngộ được 4 vị hợp nhất như vậy, tài trí mưu lược ngang ngửa với ta, sơ sẩy một cái là bị hắn ám toán rồi. Vô cực thư đồng do dự hỏi, lão gia, vết thương của lão gia không đáng lo. Con rồng ngốc kia tuy là tiên thiên linh báo, tạo ra đạo thương khá nặng cho ta, thế nhưng trong thiên hạ không có đại đạo nào ta không biết cả, là ta không giỏi cả. Tiên thiên linh báo tạo vết thương cho ta có hạn, luyện hóa đạo thương từ đại đạo bất diệt không khó khăn gì. Thế nhưng tiểu quỷ Huyền Thiên gây ra đạo thương hơi khó giải quyết với hắn. Vô cực thiên tôn trầm ngâm giây lát nói, đại đạo của Huyền Thiên không thuộc về đại đạo bất cứ thời đại nào trong lịch sử. Mặc dù đẳng cấp đại đạo còn thấp, thế nhưng trước kia ta hiếm khi thấy, rất cao đẳng, chắc là đại đạo Huyền Thiên tự sáng tạo ra. Muốn luyện hóa đạo thương của Huyền Thiên gây ra còn rắc rối hơn con rồng ngốc kia rất nhiều. Thế nhưng Huyền Thiên chưa chứng đạo thiên quân, đại đạo chém lửa một chút luyện hóa không khó mấy. Tim vô cực thư đồng đập nhanh, được vô cực thiên tôn đánh giá cao, Huyền Thiên giáo chủ cũng đủ kiêu ngạo. Vô cực thiên tôn là tồn tại mạnh nhất
từ 17 thời đại tiên sử đến nay, Tịch Diệt đạo nhân cũng không dám nói thắng được gã. Từ mặt nào đó, Vô Cực Thiên Tôn khinh thường Tịch Diệt đạo nhân. Hắn cho rằng Tịch Diệt đạo nhân chỉ là con rối của đại đạo Tịch Diệt, chứ không phải là đạo quân thật sự. Đạo quân thật sự là khống chế, sáng tạo đại đạo, thậm chí khai sáng các thời đại. Tịch Diệt đạo nhân bị đại đạo Tịch Diệt ảnh hưởng. Vô Cực Thiên Tôn cho rằng điều này rời xa ý nghĩa đạo quân. Vô Cực Thiên Tôn kiêu ngạo như thế mà khen ngợi Giang Nam hết mức, xem hắn là nhân vật ngang ngửa với mình. Ở trong lòng Vô Cực Thiên Tôn đánh giá Giang Nam cao biết bao, hơn cả Tịch Diệt đạo nhân. Vô Cực Thiên Tôn khẽ thở dài nói: Huyền Thiên làm hỏng kế hoạch lớn của ta. Hơn nữa đánh nhau với hắn, ta phát hiện Huyền Thiên đã không trúng kế. Vô Cực Thiên Tôn trầm giọng nói: Ta đưa Vô Cực đạo thư cho Huyền Thiên, chỉ giúp hắn chứng đạo thiên quân ra, còn có một ẩn ý sâu xa là khiến hắn bước lên con đường của ta, đi theo lối mòn. Không ngờ đánh nhau với Huyền Thiên, ta phát hiện tuy hắn bốn vị hợp nhất lại, thế nhưng không chung đường với ta. Vô Cực Thư Đồng khó hiểu hỏi: Lão gia đưa Vô Cực đạo thư cho Huyền Thiên chẳng khác nào nuôi địch cả. Nếu hắn đi theo con đường của lão gia, chẳng phải là biết hết thủ đoạn rồi hay sao? Vô Cực Thiên Tôn cười phá lên, lắc đầu nói: Ngươi là thư yêu, dù có thực lực thiên quân, thế nhưng tầm mắt kiến thức kém xa thiên quân thật sự. Nếu Huyền Thiên tu luyện đạo thư của ta, đi lên con đường của ta, mới rơi vào bàn tay của ta, không cần sợ thủ đoạn của hắn nữa đâu. Bởi vì là ta mở đường, ta đi đằng trước hắn, đứng ở nơi cao nhất kia, liếc mắt một cái là biết hết thần thông thủ đoạn của hắn ta. Huyền Thiên không đi con đường của ta, tham khảo đường ta đi mới là lợi hại. Tương lai Huyền Thiên có hy vọng đứng ngang bằng ta, loại người này mới là hiếm gặp. Vô Cực Thư Đồng cái hiểu cái không. Vô Cực Thiên Tôn tiếp tục nói: Ví dụ những đạo quân tiền sử truyền thế kia, trước mắt nhìn như bọn họ có thể xưng bá tiên giới, tung hoành một đời, tung hoành một thế. Thế nhưng dù kiếp này bọn họ lại chứng đạo quân, nhưng khi đối diện với đế và tôn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, bởi vì bọn họ chuyển thế vào tiên giới, tu tiên đạo, nghĩa là bước trên con đường đế và tôn đã trải sẵn ra. Đế và tôn thiết kế âm mưu còn lợi hại hơn ta mưu tính Huyền Thiên rất nhiều. Bọn họ là những đạo quân đạo tiên đạo không hoàn chỉnh, cần bù đắp hoàn thiện. Những đạo quân chuyển thế bước lên con đường của đế và tôn và trải đường cho bọn họ. Đế và tôn dùng mắt bọn họ làm mắt mình, dùng đạo của họ làm đạo của mình, dùng trí tuệ của bọn họ làm trí tuệ của mình. Có thể nói là đại lượng vô hình. Người khác bất giác bị mượn đi lực lượng hoàn thiện tiên đạo, thành tựu cho đế và tôn. Vô Cực Thiên Tôn lên tiếng khen: Đây chính là lý do ta rời khỏi đạo quân điện, mượn cơ duyên khai thiên không thành công, dễ lên Tịch Diệt kiếp của đế và tôn để chuyển thế, kéo bọn họ vào đại đạo nhân quả của ta. Nhân vật kiệt xuất như vậy chắc chắn sẽ trợ giúp đại đạo nhân quả của ta đến trạng thái hoàn mỹ nhất, một hơi đột phá đến tận cùng đại đạo. Vô Cực Thư Đồng liền hỏi dồn: Đại lão gia, Huyền Thiên giáo chủ làm nhục lão gia, làm hỏng việc lớn của lão gia thì... Vô Cực Thiên Tôn cười nói: Huyền Thiên giáo chủ là người sắp chết rồi, không đáng cho ta để ở trong lòng. Mặc dù ta tức giận đều Huyền Thiên làm, thế nhưng hắn không phải người ta giúp sức để đối phó kia. Lần này ta chịu thiệt lớn, ngày sau kiếp số Huyền Thiên đến, ta sẽ trả lại cho hắn, bảo đảm khiến cho hắn thân chết đạo tiêu. Điều ta quan tâm hơn hết là tiểu tử Huyền Thiên làm hỏng kế hoạch của ta, khiến ta xuất thế trước mấy ngàn năm. Đại đạo nhân quả của ta không thể đặt tiên giới mà đế và tôn mở mang vào lưới nhân quả được. Sau này chiến đấu với đế và tôn sẽ để lại chút sơ hở. Nếu không lấp đầy sơ hở này, e rằng sẽ bị đế và tôn bắt lấy, chưa chắc ta bước vào tận cùng đại đạo. Ta vào tiên giới chủ yếu là vì bù đắp thiếu sót này. Vô Cực Thư Đồng phục sát đất, hắn cười nói: Đại đạo nhân quả của lão gia bao phủ nguyên tiên giới, ngày tiên giới bị hủy là lúc đại đạo nhân quả viên mãn. Thủ đoạn như thế hơn Tịch Diệt đại nhân rất nhiều. Hèn gì bên trong đạo quân điện, địa vị của Tịch Diệt đại nhân thấp hơn lão gia một bậc. Vô Cực Thiên Tôn phất tay nói: Thực lực của Tịch Diệt không tầm thường, ngươi không ước đoán được đâu.
người hãy hạ giới, tầng hư không thứ 7 sắp mở ra, hãy đi tranh giành. Chờ kiếp số của Huyền Thiên giáo chủ đến, ta cũng sẽ hạ giới, tiễn hắn lên đường, để Huyền Thiên đi sớm một bước vậy. Vô Cực Thư Đồng vâng dạ. Vô Cực Thiên Tôn cầm Lưu Ly Ngọc Như Ý phất một cái, cắt vỡ tầng hư không thứ 9. Vô Cực Thư Đồng liền bay ra ngoài. Vô Cực Thư Đồng bay đến tầng hư không thứ 8, hướng tới tầng hư không thứ 7. Vô Cực Thư Đồng đến chính giữa, đột nhiên tịch diệt kiếp vô biên dâng lên. Tịch diệt ma nhãn, tịch diệt thiên hỏa, kiếp lôi kiếp quang vọt đến. Lại có các quan tài màu đen bay tới chặn đường đi của Vô Cực Thư Đồng. Vô Cực Thư Đồng giật mình kêu lên: "Là tịch diệt đại nhân." Vô Cực Thư Đồng khom người nói: "Tại sao tịch diệt đại nhân lại ngăn đường đi của ta vậy?" Trong quan tài màu đen phát ra tiếng cười âm trầm, quan tài đen khác cũng phát ra tiếng cười, vọng lại từ bốn phương tám hướng, càng thêm âm u quỷ dị. "Thư yêu nho nhỏ do đại thiên tôn viết ra trốn ra đạo quân điện sao? Làm ta ngạc nhiên hơn là đại thiên tôn chuyển thế bị dân bản xứ tiên giới nho nhỏ đánh cho tẻ ra quần, phải trốn đi liếm vết thương. Thú vị, thật thú vị." Trong các quan tài màu đen phát ra tiếng cười sung sướng của tịch diệt đạo nhân: "Tiểu thư yêu, ngươi làm một chuyện giúp ta, rồi ta thả ngươi đi." Vô Cực Thư Đồng thầm cảnh giác hỏi: "Tịch diệt đại nhân muốn ta làm gì?" Tịch diệt đạo nhân cười to nói: "Mở một nắp quan tài." Vô Cực Thư Đồng giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguầy. Tịch diệt đạo nhân tuy từng là điện chủ, nhưng gã sớm phản bội đạo quân điện. Thả gã ra để gã hủy diệt tiên giới, chẳng phải làm hỏng mưu tính của Vô Cực Thiên Tôn hay sao? "Người dám cãi lại sao?" Vô Cực Thư Đồng vội nói: "Không phải là ta cãi lại đại nhân, mà là vì ta làm gì có thực lực đó đấy. Cường đại như đại nhân còn không thể mở quan tài ra, ta dục ngựa cũng không đuổi kịp đại nhân đâu." Tịch diệt đạo nhân hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, coi như người nói có lý. Người đi đạo quân điện mang tịch diệt đạo thư của ta ra đây." Vô Cực Thư Đồng cười khổ nói: "Ta khó khăn lắm mới trốn ra khỏi đó được. Nếu lại vào đạo quân điện, chắc chắn sẽ bị Nguyên Mẫu đại nhân bắt lại, không trốn ra được. Đại nhân yêu cầu làm khó ta quá rồi." Tịch diệt đạo nhân cười nói: "Vậy cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản, đi Hỗn Độn Thiên Quốc tìm Ma Kha Thiên Quân đến đây. Nhiệm vụ này rất dễ, đúng không nào? Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ thả ngươi đi ngay, còn từ chối ư? Chết ngay tại chỗ này." Vô Cực Thư Đồng thở phào, gật đầu nói: "Xin đại nhân yên tâm, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta." Đột nhiên một luồng tịch diệt kiếp quang bay vào trán Vô Cực Thư Đồng. Tịch diệt kiếp tán đi, các quan tài đen ẩn vào tầng hư không thứ 8. Giọng tịch diệt đạo nhân văng vẳng từ xa cười nói: "Nếu ngươi không làm tốt chuyện này thì kiếp quang sẽ bộc phát cho ngươi chết ngay." Vô Cực Thư Đồng cứng cổ bay ra tầng hư không thứ 8, nhìn xung quanh, lao hướng Hỗn Độn Thiên Quốc ngay. Vô Cực Thư Đồng thầm nghĩ: "Không biết Ma Kha có quan hệ gì với tịch diệt đại nhân, tại sao đại nhân muốn gặp hắn đây?" Lúc này Vô Cực Thiên Tôn đi trong vùng đất nguyên thủy, nơi này tràn ngập các tiên khí, năng lượng huyền diệu ùa vào người gã. Khi Vô Cực Thiên Tôn đi hết vòng ngoài vùng đất nguyên thủy thì vết thương trong người đã lành 7-8 phần, chỉ còn lại đạo thương Giang Nam gây ra là chưa bị luyện hóa. Không lâu sau, Vô Cực Thiên Tôn nhẹ nhàng hôi Lưu Ly Ngọc Như Ý, cắt thư không vùng đất nguyên thủy, bước vào nơi đẩy tiên đạo linh căn. Giây lát sau, Vô Cực Thiên Tôn vận dụng Lưu Ly Ngọc Như Ý miễn cưỡng mở ra đại điện tận cùng đại đạo, bước vào bên trong đó. "Tận cùng đại đạo, đế vợ tôn bỏ vốn gốc thật lớn à." Vô Cực Thiên Tôn leo lên một cây cột đá, leo thẳng lên trên, mặc cho cây cột bắn ra tiên quang đánh vào người cũng không thể ngăn bước chân của gã, không làm gã bị thương được. Thật lâu sau, Vô Cực Thiên Tôn leo lên đỉnh, ngước mặt nhìn ảo ảnh cánh cửa to lớn dựng thẳng trước mắt. Vô Cực Thiên Tôn giật mình, ngẩn người thật lâu mới động đậy. "Tận cùng đại đạo sao? Chỉ dựa vào một khung cửa không xem như tận cùng đại đạo, chỉ là pháp bảo đến tận cùng."
Vô Cực Thiên Tôn nhảy lên cột đá khác, ngước nhìn vào tháp 33 trọng thiên, lòng rung động. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu nói: cũng là pháp báo, đến tận cùng không đáng lo. Vô Cực Thiên Tôn nhảy lên cây cột đá cuối cùng, hắn nhìn thấy thần ma đứng thẳng, người rung động mạnh. Đạt đến rồi, có người đi tới tận cùng đại đạo thật rồi. Không, không đúng, ảo ảnh thần ma vẫn kém hơn một bậc. Thân thể đến tận cùng đại đạo, nguyên thần cũng vậy, thế nhưng đại đạo thì chưa, không xem như viên mãn thật sự. Ánh mắt Vô Cực Thiên Tôn rất cao minh, nhìn thấu thân thể, nguyên thần, pháp bảo của người này đến tận cùng, thế nhưng đại đạo thì chưa, còn kém một bậc mới hoàn toàn viên mãn. Dù vậy, Vô Cực Thiên Tôn vẫn rất rung động. Chưa từng có ai đến cảnh giới này, người đó làm được thần, thân, bảo đều đến tận cùng, cảnh giới tối cao. Đây là vũ trụ hồng hoang, nơi xuất thân của đế và tôn hay sao? Hèn gì, bọn họ rời khỏi đó, có nhân vật như thế tọa chấn, rất khó mà vượt qua. Vô Cực Thiên Tôn nhảy xuống cột đá, cầm lưu ly ngọc như ý, rạch một đường, đi vào đạo quân quả vị thần điện, bước qua các bia đá trôi nổi. Trên bia đá không có đạo quân quả vị của Vô Cực Thiên Tôn. Gã tu luyện là đại đạo nhân quả, chứ không chuyển tu tiên đạo, gã khinh thường làm điều đó. Giây lát sau, Vô Cực Thiên Tôn đi trong vườn hoa, xuyên qua khu vườn, đi lên tế đàn, nhìn vô số đại đạo vọt vào người đạo nhân áo đen trên tế đàn. Vô Cực Thiên Tôn rung động hành lễ: Bất Không đạo nhân. Đạo Không đạo nhân ngước lên chào lại: Ồ, Vô Cực điện chủ. Hai người ngồi trên tế đàn, Vô Cực Thiên Tôn nhìn Đạo Không đạo nhân từ trên xuống dưới. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói: Người thật dứt khoát đi lên con đường này. Con đường này gần giống với con rồng ngốc kia, biến mình thành tiên thiên pháp báo. Tùy người đi xa hơn, tụ tập các loại tiên đạo bên trong tiên giới, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Tuy nhiên tương lai cũng chỉ luyện mình thành tiên thiên pháp báo. Rất hiếm khi Đạo Không đạo nhân cười, hắn lên tiếng cười nói: Con đường của ta đúng là tham khảo con rồng kia. Ta từng bắt nó nghiên cứu kỹ, tìm kiếm cách nó làm sao biến thành tiên thiên pháp báo mà vẫn giữ được lý trí. Thế nhưng đường ta đi khác với nó. Con rồng dựa vào biến thành tiên thiên pháp báo mà độ qua tịch diệt kiếp. Còn ta thì truy cầu 3000 đại đạo hợp nhất lại. Cơ thể của ta hóa thành pháp bảo mạnh nhất, đại đạo sát thủ đạo bất diệt, thẳng hướng tận cùng đại đạo. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu nói: Tận cùng đại đạo không dễ thành tựu như vậy. Vô Cực Thiên Tôn lộ ra vẻ mặt thú vị cười nói: Thế nhưng con đường của ngươi có 2% khả năng, có lẽ tương lai ngươi sẽ có hy vọng đến tận cùng đại đạo. Ngươi đã có tư cách làm đạo hữu của ta, nhưng ngươi phải chờ khi tiên giới hoàn toàn mở ra, tiên đạo hoàn thiện mới chứng đạo quân được. Đế và tôn sẽ vẫn đi trước ngươi. Đạo Không đạo nhân gật đầu, giây lát sau nói: Hai người kia tài hoa hoành dật, kiến thức sâu rộng. Tuy bọn họ chém kiếp trước của ta, nhưng ta rất phục hai người. Ta tranh chấp lý niệm với đế và tôn chứ không có thù gì cả. Vô Cực Thiên Tôn khen: Tranh chấp lý niệm sao? Tu luyện đến trình độ như ngươi và ta, không bao nhiêu thù hận đáng để chúng ta ghi nhớ. Nói ra thì đa số vì lý niệm khác biệt nên cần chia thắng thua. Tương lai đế và tôn sẽ trở thành địch thủ của ta, có thể tranh phong cùng tồn tại như vậy. Làm đạo tâm của ta thật lâu chưa lay động, cũng kiểm không được mà dao động. Đạo Không đạo nhân lộ ánh mắt vui mừng nói: Hai người này là đạo hữu thật sự. Vô Cực Thiên Tôn cũng vui vẻ nói: Ta rất mong chờ luận chứng luận đạo, tranh phong lý niệm với bọn họ. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không đạo nhân nhìn nhau, cảm giác bạn chung chí hướng. Đạo Không đạo nhân thầm nghĩ: Nếu bọn họ tái hiện, chưa chắc Vô Cực điện chủ đã đánh lại. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói: Đại đạo nhân quả của ta đã vòng quanh nguyên vũ trụ càn khôn, bọn họ cũng khó trốn thoát được. Thế gian vạn linh sinh ra nhờ thiên địa, nhân quả này cần phải trả lại, đế và tôn cũng không ngoại lệ. Đạo Không đạo nhân mỉm cười nói:
Bọn họ là người nơi khác đến, không sinh ra trong vũ trụ này. Vô Cực Thiên Tôn cười nói, thế nhưng bọn họ khai sáng ra tiên giới tại đây, tức là dính đến nhân quả. Tương lai khi bọn họ trả lại nhân quả sẽ giúp ta bước ra bước cuối cùng. Đế và Tôn có điểm yếu riêng, điểm mạnh riêng. Bất Không đạo hữu à, người cũng có điểm yếu. Điểm yếu của ngươi là trong lòng có tộc nhân. Đây là nguyên nhân kiếp trước ngươi bị Đế và Tôn giết đi, cũng là lý do tại sao ngươi không bằng được ta. Đạo Không đạo nhân tò mò hỏi, điện chủ nói điểm yếu của ta là ở chỗ tộc nhân, còn điện chủ thì sao đây? Với thực lực của điện chủ, muốn khai sáng thời đại của mình không khó khăn gì. Chẳng lẽ điện chủ không muốn sống lại bằng hữu cũ, sinh linh thời đại của mình hay sao? Ồ, Bất Không đạo hữu, ngươi đang thăm dò ta sao? Hai tay Vô Cực Thiên Tôn thò vào ống tay áo, bình tĩnh nói, với thực lực nội tình của ta, dù săn bằng vô nhân cấm khu, khai sáng nguyên hỗn độn cũng dễ như chơi. Sống lại cố nhân dễ như trở bàn tay, nhưng ta sống lại là người trong trí nhớ của mình, không phải người thật. Vô Cực Thiên Tôn cười to, cười chảy nước mắt. Vô Cực Thiên Tôn rút tay ra khỏi ống tay áo, lau nước mắt. Vô Cực Thiên Tôn nói, bọn họ đã chết rồi, chết thật rồi, ta cần gì bắt chước phàm nhân tự dối mình như vậy. Con người của Đạo Không đạo nhân co rút, mỉm cười nói, Thì ra tâm linh điện chủ cũng có sơ hở. Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, Đạo Không đạo nhân ra tay. Thời cơ Đạo Không đạo nhân công kích rất xảo diệu. Ngay phút đạo tâm Vô Cực Thiên Tôn dao động, Đạo Không đạo nhân như biến thành tiên thiên pháp bảo hình người. Năm ngón tay như năm tiên thiên thần kiếm, rất sắc bén. Năm ngón rung rinh như năm tiên thiên đạo trống rung lên, phát ra năm loại tiên thiên đạo âm khác nhau. Năm ngón tay đâm ra, lòng bàn tay của Đạo Không đạo nhân hõm vào như cái miệng to cắn trời nuốt đất. Lòng bàn tay đầy lên như nguyên trung, bộc phát đạo uy bất diệt kinh khủng nhất. Chỉ một kích, Đạo Không đạo nhân phát ra năng lượng đã như hơn 10 tiên thiên pháp bảo cùng bộc phát uy lực. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười giơ tay lên, một chưởng bình thường đơn giản va chạm với bàn tay Đạo Không đạo nhân. Vô Cực Thiên Tôn thu tay về, nhét vào ống tay áo. Đạo Không đạo nhân rụt tay lại, nhìn Vô Cực Thiên Tôn từ trên xuống dưới. Đạo Không đạo nhân lắc đầu nói, điện chủ quả là danh bất hư truyền. Mới vừa rồi đạo tâm của điện chủ không thật sự dao động, mà là cố ý giả bộ dụ ta ra tay, muốn xem thực lực của ta. Nhưng nếu điện chủ muốn đối phó với Huyền Thiên giáo chủ, sẽ có đại kiếp nạn. Ta ở tầng hư không thứ 9 xem xét tiên giới, thấy rõ ràng ngươi và Huyền Thiên đánh nhau, nhìn thấu bản lĩnh của điện chủ. Vô Cực Thiên Tôn câm nín cười nói, Huyền Thiên giáo chủ như một bản thân ta khác vậy, chẳng qua bây giờ còn yếu, không lên được sân khấu thôi. Ngươi nói ta có đại kiếp nạn là quá xem trọng giáo chủ rồi. Lần này chẳng qua ta không kịp đề phòng, bị hắn đánh lén, không có lần sau đâu. Đạo Không đạo nhân cười to nói, đây là lần thứ mấy Huyền Thiên ám toán đạo huynh vậy? Ta thấy kiếp này điện chủ có vẻ không hoàn mỹ, nếu không đã chẳng giáng thế sớm như vậy. Điện chủ nên ở trong mảnh đất bỏ hoang, nhờ vào thiên hóa tạo thân kiếp này. Chắc điện chủ bị buộc xuất thế trước thời gian. Ta biết Huyền Thiên giáo chủ từng đi mảnh đất bỏ hoang. Vẻ mặt Vô Cực Thiên Tôn không thay đổi. Đạo Không đạo nhân chợt trúng chỗ đau của gã. Giang Nam ba lần ám toán Vô Cực Thiên Tôn, lần nào cũng thành công. Lần đầu tiên là ở mảnh đất bỏ hoang, Giang Nam một hơi nuốt tịch diệt thiên hỏa, làm hỏng vỏ trứng, buộc Vô Cực Thiên Tôn phải xuất thế sớm. Lần thứ hai ám toán nối gót theo sau. Trong mảnh đất bỏ hoang, Giang Nam hoàn toàn kích phát tịch diệt kiếp, phá hủy mảnh đất bỏ hoang, khiến phong ấn của Đế và Tôn cô đọng lại, giam cầm Vô Cực Thiên Tôn. Lần thứ ba là lần này Giang Nam mang theo con rồng to đè đầu Vô Cực Thiên Tôn ra đánh, làm cho gã mất hết mặt mũi, không thể hiệu lệnh quần hùng được nữa. Vô Cực Thiên Tôn nói không có lần sau. Bây giờ Đạo Không đạo nhân lại chỉ rõ Vô Cực Thiên Tôn bị Giang Nam ám toán không chỉ một lần, bóng gió mỉa mai hắn. Nhưng chỉ một câu đó không đủ dao động đạo tâm của Vô Cực Thiên Tôn. Đạo Không đạo nhân nhìn chằm chằm
đôi mắt vô cực tiên tôn nhìn thấu cửa sổ tâm hồn, nhìn lòng gã không chút dao động. Đạo không đạo nhân thấy thất vọng. Vô cực tiên tôn không dao động đạo tâm, làm cho đạo không đạo nhân không có cơ hội ra tay. Vô cực tiên tôn lắc đầu nói: cánh của Huyền Thiên giáo chủ chưa thực sự cứng cáp, lần này hắn sẽ không vượt qua kiếp số thì làm sao tạ kiếp số cho ta được. Vô cực thiên tôn đứng lên đi ra ngoài. Bất không, nếu ngươi biết ta mượn thiên hóa trong mảnh đất bỏ hoang dưỡng sinh kiếp này thì ngươi nên biết ngươi cũng nằm trong lưới nhân quả của ta. Hôm nay ngươi và ta dừng tại đây, ta không muốn giết ngươi, chỉ đến trò chuyện đôi câu. Sau này ngươi cũng là hòn đá kê chân cần thiết để ta bước ra một bước kia. Đạo không đạo nhân không đứng lên đưa tiễn, hắn cười nói: chuyện tương lai có ai biết trước được đây. Điện chủ, nếu Huyền Thiên giáo chủ lại ám toán ngươi lần nữa, không biết đạo tâm của điện chủ liệu có dao động hay không. Vô cực thiên tôn im lặng, lắc đầu cười cười. Vô cực thiên tôn không trả lời, quay người đi, thanh âm vang vẳng: bất không, lần này hai ta gặp nhau ngươi vẫn thua một bậc, một người khác không cần ẩn giấu nữa đâu. Vô cực thiên tôn đã đi xa, đạo không đạo nhân biến sắc mặt, thở hắt ra nhỏ giọng nói: điện chủ đạo quân điện quả nhiên là tồn tại rất đáng sợ. Hư không sau lưng đạo không đạo nhân lắc lư, một đạo không đạo nhân khác bước ra, bộ dạng giống gã y như đúc vậy, khí thế như nhau, thế nhưng mặc áo trắng. Đây chính là song sinh thần hồn. Trước kia đạo không đạo nhân là một thân hai phách, kiếp này gã có hai thân xác, đều là chân thân. Mỗi chân thân có thần hồn, nguyên thần, đạo quả hoàn chỉnh. Đạo không đạo nhân có thực lực gấp đôi. Đây là lá bài tẩy của đạo không đạo nhân, thế nhưng bị vô cực thiên tôn nhìn thấu. Mới vừa rồi, vô cực thiên tôn bước lên tế đàn. Hai người ngồi dưới đất nói chuyện, nhìn như toàn tán nhảm, thế nhưng đánh nhau bằng lời nói, ngầm tìm sơ hở của đối phương, muốn nhìn thấu lá bài của đối thủ. Vô cực thiên tôn trước dùng chữ rồng ngốc thăm dò, chỉ rõ đạo không đạo nhân ngốc như con rồng sẽ thất bại dưới loạn tinh thần gã. Đạo không đạo nhân chỉ ra đúng là gã có nghiên cứu con rồng to và vượt trội, thành tựu sẽ không ngừng tại đây, gạt bỏ thế công của vô cực thiên tôn. Vô cực thiên tôn lại lấy bằng hữu tốt trước kia của đạo không đạo nhân là hai đế và tôn giết gã kiếp trước, lay động đạo tâm của gã. Vô cực thiên tôn nói thành tựu của đế và tôn sẽ trên đạo không đạo nhân. Đạo không đạo nhân dùng cách giải thích tranh đấu lý niệm nên không hận để xóa bỏ, sau đó phản công lại. Đạo không đạo nhân dùng đế và tôn là người nơi khác để thăm dò, phá vỡ niềm tin đại đạo nhân quả của vô cực thiên tôn. Vô cực thiên tôn cũng dễ dàng hóa giải. Vô cực thiên tôn chỉ ra độc nhân là điểm yếu của đạo không đạo nhân. Đạo không đạo nhân lấy răng trả răng. Vô cực thiên tôn hơi biến sắc mặt. Đạo không đạo nhân thừa dịp tấn công, không ngờ vô cực thiên tôn cố ý dù đạo không đạo nhân ra tay, nên gã bị thăm dò ra thực lực và lá bài tẩy của đạo không đạo nhân. Đạo không đạo nhân không thăm dò được thực lực lá bài tẩy của vô cực thiên tôn như thế nào. Đạo không đạo nhân thua một ván, lấy ra đòn sát thủ Giang Nam. Chẳng ngờ vô cực thiên tôn không dao động, có thể nói đạo không đạo nhân thua trận hoàn toàn. Đạo không đạo nhân áo trắng nói: thật ra vô cực thiên tôn cũng có sơ hở. Khi đạo hữu nhắc đến Huyền Thiên giáo chủ thì đạo tâm của hắn hơi dao động. Đạo không đạo nhân áo trắng gật đầu nói: tiếc rằng Huyền Thiên giáo chủ đem lại đả kích thất bại cho vô cực thiên tôn chưa đủ trình độ. Nếu Huyền Thiên giáo chủ cho vô cực thiên tôn ăn trái đắng thêm một lần nữa, tâm tình vô cực thiên tôn sẽ không hoàn mỹ mà có sơ hở. Đạo không đạo nhân áo trắng tiếp tục nói: hy vọng Huyền Thiên giáo chủ có thể đả kích vô cực thiên tôn thật dữ dội. Nhưng muốn ám toán một người tu luyện đại đạo nhân quả đến mức tận cùng rất khó khăn. Đạo không đạo nhân áo đen khẽ thở dài: đúng là khó thật. Lại nói, cách ngày tầng hư không thứ 7 mở ra càng lúc càng gần. Tầng hư không thứ 9 đang tích xúc lực lượng mở ra tầng hư không thứ 7. Lực lượng đó càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc cũng có một ngày Huyền Đô Thiên Quân
Ngọc Kinh Thiên Quân rời khỏi hai đạo cung. Ngọc Kinh Thiên Quân sớm có bài bố, có thiên châu của mình trong tiên giới. Huyền Đô Thiên Quân thì đặt chân ở Huyền Châu. Đám Giang Nam thì cứng tỉnh nghênh đón. Ngọc Kinh Thiên Quân nói: không thể cư ngụ trong hai đạo cung được nữa rồi. Không lâu sau, năng lượng tầng hư không thứ 9 đánh xuống, mở hai đạo cung ra. Không ai sống sót trong oanh kích được. Hai vị thiên quân rời đi không lâu, Thái Nhất Thiên Quân dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi hai đạo cung. Thái Nhất Thiên Quân có vùng đất của mình bên trong tiên giới, giáo chúng Thái Nhất Thần Giáo nghênh đón vào tiên giới. Lại qua hai ngày, Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử rời khỏi đế cung, bay ra tầng hư không thứ 7, giáng xuống đất Phong Thái Tử kế bên Huyền Châu. Tiên Đế rời cung, đây là dấu hiệu thiên hạ đổi chủ. Càn Nguyên Tiên Đế đi chuyến này, đừng mơ tưởng quay về được hai đạo cung. Khí vận Càn Nguyên Tiên Triều đã chấm dứt, sắp hủy diệt rồi. Rất nhiều tin đồn truyền ra, mấy tin đó không phải đồn thổi mà là sự thật. Càn Nguyên Tiên Đế là tượng trưng cho tiên triều cư ngụ trong địa cung của hai đạo cung. Bây giờ tiên đế rời khỏi cung, đại biểu cho khí vận tiên giới cũng dần đến cuối. Tiên triều của Càn Nguyên Tiên Đế sắp kết thúc. Tiên đế rời cung đương nhiên khiến tiên giới dậy sóng ngầm. Càn Nguyên Tiên Đế, Càn Nguyên Tiên Triều thống trị tiên giới dài hơn 2.000 năm, khí vận chấm dứt, tiên giới vô chủ, quần hùng bắt lộc. Ai bắt được chính thống tiên giới thì người đó có hy vọng trở thành tiên đế đời tiếp theo, khống chế tài nguyên thiên hạ, tụ tập khí vận vô thượng. Sau khi tiên giới hoàn toàn mở ra, bằng vào khí vận này có lẽ sẽ có khả năng trở thành đạo quân đầu tiên của tiên giới, tiên đạo, đạo chủ. Khí vận Càn Nguyên Tiên Triều suy sụp thì trụ cột tiên triều vững chắc, chư hầu mạnh nhất, lãnh tụ giáo môn đồ, Giang Thái Sư cũng theo đó mà suy kiệt khí vận. Đây là cơ hội tốt nhất để trừ bỏ Giang Thái Sư, phân chia lãnh địa, thế lực của hắn. Giang Nam không có khí vận, tử kiếp sắp đến, thiên kiếp, nhân kiếp cũng kéo theo đến xóa sổ vị tồn tại mạnh nhất trong dân bản xứ tiên giới này. Quần hùng chạy khắp nơi liên lạc với nhau. Vô Cực Thư Đồng đi Hỗn Độn Thiên Quốc bái phỏng linh nữ, đại diễn cổ thần Ma Kha Thiên Quân lại liên lạc với các cường giả khác nữa. Vô Cực Thư Đồng đi gặp Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Thánh Ma, Vô Tà, Thiên Hoang Đạo Quân, hắn được trịnh trọng hoan nghênh. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân qua lại với nhau. Đại giáo do đạo quân chuyển thế sáng lập, thừa dịp khuếch trương, tuyên dương giáo lý của mình, thu nhận môn đồ rộng rãi, trước tiên kéo ngã ngũ giáo phái trên danh nghĩa của Giang Thái Sư. Ma Kha Thiên Quân tiến Vô Cực Thư Đồng đi, lòng máy động. Tịch Diệt đạo nhân muốn gặp ta sao? Hơn phần nữa là muốn ta giúp hắn thoát khốn rồi. Ta làm gì có năng lực giải phong ấn của đế và tôn, bất không đấy. Nhưng đi gặp Tịch Diệt đạo nhân cũng không sao cả. Hiện tại hắn bị nhốt trong quan tài, không làm gì ta được. Ma Kha Thiên Quân âm thầm đi hướng tầng hư không thứ 8. Không lâu sau, Ma Kha Thiên Quân đến tầng hư không thứ 8, thay khuôn mặt cung kính nói: sư tôn, đệ tử đã đến. Các quan tài hiện ra trong không trung, giọng Tịch Diệt đạo nhân phát ra từ quan tài to lớn không gì sánh bằng. Tịch Diệt đạo nhân cười to nói: đệ tử của ta, hiện giờ ngươi giỏi rồi, giỏi thật. Không trải qua ta cho phép đã chứng đạo thiên quân, không thèm để sư tôn ta đây vào mắt nữa rồi. Thật lâu không thấy bóng dáng của ngươi. Ma Kha Thiên Quân quỳ xuống, chán thoát ra mồ hôi ròng ròng, kinh sợ nói: đệ tử không dám. Sau khi đệ tử tu thành thiên quân, có nghĩ đến thăm ân sư. Thế nhưng bây giờ trong tiên giới, cường giả lớp lớp như vậy, lơ là một cái là sẽ bị người ta chú ý ngay. Đệ tử bị giết là chuyện nhỏ, nếu liên lụy sư tôn thoát khốn, chẳng phải là tội đáng muốn chết hay sao? Bị người ta chú ý sao? Tịch Diệt đạo nhân cười để ẩn ý: hành động của ngươi đúng là đã bị chú ý rồi. Đạo không là bất không, người này đang ở tầng hư không thứ 9, nhìn toàn thiên hạ. Mọi hành động của ngươi, bao gồm ngươi tính toán cướp đạo quả bất không, trở thành đệ tử của ta, quỳ trước mặt ta như bây giờ, không có gì lừa hắn được.
Ma Kha Thiên Quân toát mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi gã chỉ giả vờ lắp bắp chảy mồ hôi, thế nhưng bây giờ người gã ướt đẫm mồ hôi thật. Tịch Diệt đạo nhân cười nói: "Ta biết người có chí lớn, bằng mặt không bằng lòng với ta, nhưng nếu Bất Không tái hiện sẽ khó bảo đảm hắn không tính sổ với ngươi. Ngươi giỏi thần toán, chẳng lẽ không tính ra mạng mình không còn bao lâu nữa hay sao? Nếu ngươi muốn sống, hãy đầu nhập vào chỗ ta, thật sự mà trung thành với ta. Đường thời chỉ có ta mới đỡ được công kích từ Bất Không." Sắc mặt Ma Kha Thiên Quân liên tục thay đổi, đột nhiên dập mạnh đầu, liên tục lại nói: "Xin sư tôn, xin sư tôn hãy cứu ta. Cứu ta, xin sư tôn cứu ta." "Cứu người không khó, điều kiện là ta phải thoát khốn kia, rời khỏi đám quan tài này mới chống lại thân chuyển thế của Bất Không được." Tịch Diệt đạo nhân cười nói: "Ngươi phải hết sức giúp ta phá vỡ các quan tài mới giữ được mạng sống của ngươi." Ma Kha Thiên Quân cắn răng nói: "Sư tôn, ta làm gì có năng lực luyện hóa phong ấn của đế và tôn cùng Bất Không đây?" Tịch Diệt đạo nhân cười to nói: "Ta không bắt ngươi mở quan tài, ngươi cũng không có bản lĩnh này. Mấy năm nay ta dùng đại đạo tịch diệt luyện ra một lá cờ to, ta giao cờ cho ngươi, không cần ngươi tế luyện. Khi ngươi sử dụng lá cờ thì nó sẽ thu gom toàn bộ những gì kết cục của đại chiến tiên giới, ví dụ như hết thảy lệ khí, sát khí, oán khí, tử vong, chiến đấu sát phạt, máu tươi, oan hồn, thi cốt, mọi cảm xúc mặt trái là chất dinh dưỡng của nó. Lá cờ sẽ luyện thành pháp bảo ngang ngửa chí bảo tiên đạo, thậm chí còn vượt qua." Trong quan tài to lớn, một lá cờ to bỗng bay ra, rơi vào tay của Ma Kha Thiên Quân. Lá cờ này chỉ là bán thành phẩm, nhưng khi Ma Kha Thiên Quân đụng vào lá cờ, gã dùng mình như rơi vào hắc ám vô biên, đủ loại hãi hùng dâng lên trong lòng gã. Người Ma Kha Thiên Quân cứng ngắc. Tầng hư không thứ bảy mở, sát kiếp dấy lên, nương theo sát kiếp này luyện thành thất thung kỳ. Tịch Diệt đạo nhân cười nói: "Thất thung kỳ hoàn thành rồi, người hãy mang nó đến gặp ta. Hung uy của lá cờ đủ phá vỡ cấm chế trên quan tài." Ma Kha Thiên Quân cất lá cờ to, khom người nói: "Đệ tử tuân mệnh." Ma Kha Thiên Quân vội vã rời khỏi tầng hư không thứ 8. "Lão quỷ Tịch Diệt đạo nhân đúng là lợi hại, lợi dụng cơ duyên, cơ hội đế và tôn để cho tiên đạo dẫn động sát phạt luyện thành thất thung kỳ, trợ giúp hắn thoát khốn. Thế nhưng Tịch Diệt đạo nhân muốn nắm chặt ta trong tay, buộc ta phải bắn mạng cho hắn sao?" Tịch Diệt đạo nhân suy nghĩ giây lát, thầm nghĩ: "Nếu vậy, ta sẽ giúp Tịch Diệt đạo nhân thoát khốn trước vậy, để hắn đi đấu với Bất Không, lưỡng bại câu thương. Thả người chết còn hơn ta chết. Bây giờ tầng hư không thứ bảy mở ra, trước khi lấy lá cửa to ra, cần dặn dò tiểu tử La Hầu La mấy câu vậy." Cũng trong lúc đó, tại Huyền Châu, Hỗn Độn Ma Giáo, tổ sư La Hầu La đang tế luyện chí bảo tiên đạo Hỗn Độn Tiên Kiếm của mình, bỗng lòng máy động. La Hầu La thay thanh kiếm khác, trong Hỗn Độn Chu Tiên Kiếm truyền ra tư duy bao la, biến thành ảo ảnh của Ma Kha Thiên Quân. "La Hầu La, tầng hư không thứ bảy sắp mở, khi đó tám tiên thiên pháp bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp sẽ hiện thế, cũng là lúc ngươi mở tiên thiên ôn đế quan, thả Hỗn Độn ôn đế ra." Ma Kha Thiên Quân cười to nói: "Hỗn Độn ôn đế được thả ra sẽ chút cơn giận bị chấn áp hơn 10 ức năm, ôn dịch thiên hạ. Hỗn Độn của thần ta đây có đạo quân trợ giúp càn quét quần hùng, trở thành chí tôn bá chủ tiên giới. Người có thể trở về Hỗn Độn Thiên Quốc được, trở thành lãnh tụ thiên quốc ta. Sẽ có vài hỗn độn của thần tham gia Hỗn Độn Ma Giáo, người sẽ là đại giáo chủ." La Hầu La thầm cười nhạt, mặt ngoài cung kính nói: "Ma Kha thủ lĩnh, với thực lực như ta có thể mở tiên thiên ôn đế quan được hay không? Đây là tiên thiên pháp bảo." "Người không cần lo." Ma Kha Thiên Quân cười nói: "Người có Hỗn Độn Tiên Kiếm, hai thanh kiếm đó là chí bảo tiên đạo. Hỗn Độn Ma Kiếm là chí bảo sát phạt số 1, sát khí rất nặng, thích hợp với quần chiến. Còn Hỗn Độn Tiên Kiếm của ngươi là chí bảo sát phạt số 1, mạnh đấu 1 chọi 1,
có thể khắc chế tiên thiên ôn đế quan đủ để mở quan tài thả hỗn độn ôn đế ra. La Hầu La mừng rỡ khom người nói: Thủ lĩnh nắm giữ hết mọi điều, La Hầu La khâm phục, xin hỏi thủ lĩnh muốn ta trừ khử ai? Ma Kha Thiên Quân cười nói: Bây giờ nói cho người biết cũng không sao, người đó tên là Quỷ Bà Thiên. Bà lão này chắc núp trong tam giới, giỏi về thần toán, che thiên cơ. Ta không tính ra Quỷ Bà Thiên ẩn giấu ở đâu. Ta vốn không định nói tên nàng, vì lo sợ sẽ bị Quỷ Bà Thiên cảm giác được đề phòng trước. Thế nhưng các loại cơ duyên đế và tôn để lại quấy nhiễu thần toán, Quỷ Bà Thiên không cách nào dự tính ra được nữa đâu. Lần này Huyền Thiên gặp nạn, ta nghĩ nàng sẽ thượng giới. Sau khi ngươi thả hỗn độn ôn đế ra, hãy chú ý đến Quỷ Bà Thiên, đừng vội động sát khí, chờ đến gần rồi mới giết đi, giết ngay trong một nhát kiếm kìa. Lòng La Hầu La máy động, không người vâng dạ. Ma Kha Thiên Quân nhìn La Hầu La chầm chầm, trầm giọng nói: Sau này hỗn độn cổ thần sẽ làm chủ tiên giới, thống trị vạn đạo vạn tộc, tái hiện viễn cổ huy hoàng. Người sẽ là thánh giáo chủ, đệ nhất thánh giáo, không ai sánh bằng. La Hầu La, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Nỗi lòng La Hầu La kích động, lớn tiếng vâng dạ. Ảo ảnh Ma Kha Thiên Quân cũng tán đi. Ma Kha Thiên Quân mới tan biến thì La Hầu La lộ ra vẻ mặt trào phúng. La Hầu La ngẫm nghĩ, lấy một nén nhang cắm vào lư hương, lại treo một bức tranh trước lư hương cung kính cầu nguyện. Tranh vẽ một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đẹp không thể tả, tóc mai kèm một đóa hoa tiên mọc trong hỗn độn, đẹp động lòng người. Lư hương bốc khói mờ ảo, giây lát sau nữ nhân trong tranh như sống lại bước ra bên ngoài. Mẫu thân! La Hầu La vội chào nói: Mấy rồi, Ma Kha của thần đới tìm ta. La Hầu La kể lại những gì Ma Kha Thiên Quân nói. Nữ nhân trong tranh là một phân thân của linh nữ hỗn độn thiên quốc. La Hầu La đốt nhang cầu nguyện sẽ bị linh nữ cảm ứng được. Linh nữ mỉm cười nói: Ma Kha kêu ngươi thả hỗn độn ôn đế ra là muốn đảo điên cơ nghiệp của tổ phụ ngươi, khiến tiên giới hỗn loạn. Hắn sẽ thừa dịp loạn mà chiến thắng. Tổ phụ của ngươi Bất Không đạo nhân trấn áp ôn đế. Nếu ôn đế chạy ra thì mục tiêu thứ nhất của hắn là hủy diệt hỗn độn thiên quốc ta, thứ hai mới là tiên giới. Thế nhưng vận số hỗn độn ôn đế đã hết rồi, không gây sóng gió gì lớn được, người cứ thả ôn đế ra đi. La Hầu La do dự nói: Tiên thiên ôn đế quan. Tiên thiên ôn đế quan là phong ấn của tổ phụ ngươi, ta sẽ dạy ngươi cách giải phong ấn cho ngươi, qua đó giúp ngươi hấp thụ đại đạo của tổ phụ chứa trong phong ấn để ngươi tiến bộ thêm một bậc. Linh nữ chỉ tay vào trán của La Hầu La, truyền cách giải phong ấn cho gã. Linh nữ cười nói: Ma Kha kêu ngươi đi giết Quỷ Bà Thiên, thế nhưng đừng giết nàng, để Quỷ Bà Thiên sống đối đầu với Ma Kha. Con người của Ma Kha đã đầu phục Tịch Diệt đạo nhân. Lần trước Vô Cực Thư Đồng đến tìm hắn là ta nhìn ra manh mối ngay. Ta phát hiện Ma Kha đi tầng hư không thứ 8, qua một thời gian mới trở về, chắc bàn bạc điều gì đó xấu xa với Tịch Diệt đạo nhân. Sao? Tịch Diệt đạo nhân ư? La Hầu La hét lên thất thanh: Ma Kha đầu vào Tịch Diệt đạo nhân, vậy chẳng phải là tộc của thần chúng ta gặp nguy hiểm hay sao? Linh nữ cười nói: Ngươi đừng lo về Tịch Diệt đạo nhân, có bài bố của đế và tôn và tổ phụ ngươi, Tịch Diệt đạo nhân không trốn ra được. Ngươi ở dưới tay Huyền Thiên, miễn không làm hành động gì hại hắn thì Huyền Thiên sẽ không xuống tay với ngươi. Vận số của Huyền Thiên đã tận, sắp thân tử đạo tiêu. Sau khi ngươi có được đại đạo phong ấn của tổ phụ để lại là có thể nhảy lên hàng năm đại đạo tổ. Lúc đó ngươi kế thừa cơ nghiệp của Huyền Thiên, thời đại của thần sẽ lại đến thôi. La Hầu La phấn khởi không người vâng dạ. Linh nữ đi vào trong tranh liền biến mất. La Hầu La thở phào, đột nhiên giọng Giang Nam vang lên từ bên ngoài truyền vào: La Hầu La, ngươi có trong đó không? Lòng La Hầu La hoảng hốt, vội tháo tranh linh nữ trước lư hương xuống. Thế nhưng gã đã chậm một chút, Giang Nam đã vào phòng. La Hầu La sợ đứng tim cứng rắn nói: La Hầu La, cung nghênh thái sư. Thái sư đến đây có gì chỉ giáo vậy?
Giang Nam không trả lời, chắp hai tay sau lưng, bước đến trước Lư Hương, ngắm bức tranh của linh nữ. Giờ lát sau Giang Nam khen rằng: "Thật là một nữ nhân xinh đẹp, làm lòng người sao động. La Hầu La, mẫu thân của ngươi không có chút gì giống thiếu phụ mà như thiếu nữ vậy, nàng còn cài hoa ta tặng." La Hầu La rối rắm thắt ruột, Giang Nam cười nói: "Ngươi không xem mẫu thân mình là kẻ thù, còn treo tranh của nàng cũng bái, lòng ta rất vui mừng." La Hầu La càng rối rắm hơn, thầm nghĩ: "Làm ơn, đừng dùng cái giọng điệu đó, ngươi không phải phụ thân của ta." Giang Nam nhẹ vỗ vai La Hầu La, cười đầy ẩn ý: "Đừng làm vậy, tuy mẫu thân ngươi bỏ quang minh đi theo ác ám ở trong phe địch, thế nhưng sau này sẽ quay lại, chúng ta trở thành người một nhà." Đầu óc của La Hầu La trống rỗng, các suy nghĩ rối loạn, thầm nghĩ: "Người một nhà sao? Chẳng lẽ không phải mẫu thân sáng tạo ra ta, mà là kết hợp với Huyền Thiên sinh ra ta sao? Không, không thể nào. Khi đó Huyền Thiên mới là hoàng đạo cực cánh, yếu như bún vậy, sao lọt vào mắt mẫu thân ta được? Thế nhưng tại sao Huyền Thiên nó là người một nhà? Không, không được. Lần sau gặp mặt ta phải hỏi mẫu thân cho rõ ràng." Giang Nam cười tủm tỉm: "La Hầu La, tầng hư không thứ bảy mở ra, vì phụ... không, ta có một nhiệm vụ cho ngươi." Đầu óc La Hầu La rối bời, Giang Nam tiếp tục nói: "Sau khi tầng hư không thứ bảy mở ra, ngươi hãy đi mở tiên thiên ôn đế quan, thả hỗn độn ôn đế ra." "Hắn xưng hô là vi phụ ư? Quả nhiên là như vậy mà." "Sao? Cái gì? Thả hỗn độn ôn đế quan ra ư?" La Hầu La dùng mình, sắp nổi khủng lên, rút hỗn độn tiên kiếm ra tấn công. Thế nhưng La Hầu La biết không phải đối thủ của Giang Nam, gã toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm sao. Giang Nam bình tĩnh nói: "Đừng lo, thả hỗn độn ôn đế ra, ta có việc cần dùng hắn. Ôn đế bị chấn áp trong tiên thiên ôn đế quan lâu mười mấy ức năm, tu vi đã bị tiêu hao năm phần, không gây sóng gió gì được đâu." La Hầu La ngừng toát mồ hôi lạnh, nổi can đảm hỏi: "Xin hỏi tại sao giáo chủ muốn thả hỗn độn ôn đế ra vậy?" Giang Nam chỉ cười mỉm, La Hầu La không hiểu ra sao, trong đầu xoay quanh câu Giang Nam lỡ mồm nói vi phụ. Giang Nam vừa đi, chợt thấy phân thân của linh nữ bước ra từ trong tranh. Linh nữ hỏi: "Mới giờ Huyền Thiên tìm ngươi, có chuyện gì vậy? Vi nương sợ bị hắn phát hiện bức tranh có gì lạ, nên giấu trong tranh, không dám nghe giọng hắn." Vẻ mặt của La Hầu La rối rắm, gã do dự nửa ngày, nổi lên can đảm: "Mẫu thân, hãy nói thật cho ta biết đi, có phải..." La Hầu La cắn răng nói: "Có phải ta là do mẫu thân và Huyền Thiên sinh ra không? Huyền Thiên là phụ thân của ta phải không? Nếu đúng là vậy thì ta không thể đấu với hắn đâu." Linh nữ sửng sốt, sau đó mặt đỏ hồng mắng: Người nói bậy bạ, sao người có thể nảy ra ý nghĩ như vậy được? À đúng rồi, là do Huyền Thiên nói với người đúng không? Tên này không chuyện ác nào không làm, hắn muốn làm rối loạn tâm trí của ngươi, vì nương phải cho hắn chết thật thảm, chết không có chỗ trốn." Linh nữ tức giận quay vào trong tranh. La Hầu La giật mình, thật lâu sau chợt nhớ gã chưa nói với linh nữ là Giang Nam muốn gã thả hỗn độn ôn đế ra. La Hầu La do dự thầm nghĩ: "Bây giờ mẫu thân còn đang giận, dù cho ta có vái thì mẫu thân sẽ mặc kệ ta. Thôi, dù sao bọn họ đều muốn ta thả hỗn độn ôn đế ra. Người lớn làm chuyện xấu với nhau, tương ái tương sát lại gây rắc rối cho con nhỏ.